Sáng 15 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel thông báo một tên lửa bắn từ Yemen, nơi đóng quân của Houthi, đã rơi ở một vùng đất trống ở miền trung Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ khiến nhóm phiến quân Houthi phải trả giá đắt sau khi nhóm này lần đầu tiên bắn trúng khu vực trung tâm Israel bằng một quả tên lửa. Hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm đã đồng loạt phát nổ ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Liban trong các ngày 17 và 18 tháng 9, với mục tiêu được cho là nhắm vào các thành viên của phong trào Hezbollah. Do lo ngại gia tăng về xung đột trong khu vực, nhiều nước đã khuyến cáo công dân rời khỏi Liban khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mới đây nhất vào ngày 23 tháng 9, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi yêu cầu cư dân các ngôi làng ở Liban chú ý đến và làm theo những thông điệp cảnh báo do quân đội Israel công bố. Quân đội Israel kêu gọi dân thường Liban rời khỏi các khu vực mà phong trào Hezbollah hoạt động và cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công chính xác diện rộng nhằm vào các mục tiêu Hezbollah trên khắp Liban. Những diễn biến hiện tại ở khu vực Trung Đông đang đứng trước những nguy cơ như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng hành cùng biên tập viên Nga Vũ trong chương trình sẽ là hai vị khách mời quen thuộc. Ông Nguyên là Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, chuyên gia về khoa học quân sự và lịch sử thế giới, Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân. Từ năm 1995 đến năm 2007, ông là đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Iraq, đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, đại sứ không thường trú tại Cộng hòa Liban vào năm 2008-2011. Tháng 7 năm 2012, ông được thăng cấp bậc đại sứ trọn đời tại Việt Nam, đại sứ Nguyễn Quang Khai. Xin chào chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chuyên gia Nguyễn Hồng Quân. Vâng, xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, một trong những tâm điểm của quốc tế những ngày qua là các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm liên lạc của các thành viên lực lượng Hezbollah tại Liban. Và chi tiết vụ việc này ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi trước khi đi vào cuộc trao đổi với hai vị khách mời. Vụ tấn công vô tiền khoáng hậu sử dụng loạt máy nhắn tin của lực lượng Hezbollah làm vũ khí sát thương có thể là lời cảnh báo từ phía Israel rằng phương tiện liên lạc mà Hezbollah cho là an toàn nhất vẫn có thể bị công phá. Theo hãng tin CNN, từ lâu Hezbollah luôn khẳng định việc duy trì yếu tố bí mật chính là nền tảng trong chiến lược quân sự của lực lượng này. Chính vì thế, Hezbollah thường không sử dụng các thiết bị công nghệ cao nhằm tránh khả năng bị cài cắm các phần mềm gián điệp của Israel và Mỹ. Không giống như các lực lượng khác tại Trung Đông, các đơn vị trong lực lượng Hezbollah được cho là đã thiết lập một mạng truyền thông nội bộ để liên lạc với nhau. Đây được coi là một trong những nền tảng quan trọng nhất giúp Hezbollah có thể tồn tại và hoạt động như một nhà nước bên trong một nhà nước. Từ đầu năm nay, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã kêu gọi các thành viên của lực lượng đang chiến đấu với binh sĩ Israel ở khu vực biên giới phía nam Liban vứt bỏ điện thoại di động với lý do Israel có thể nhờ đó theo dõi nhất cử nhất động của họ. Hồi tháng 2, thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah tuyên bố hãy tắt điện thoại, chôn vùi hoặc đặt trong một chiếc hòm sắt và khóa chặt lại. Kẻ tiếp tay cho Israel chính là những chiếc điện thoại di động trong tay các bạn hoặc vợ con các bạn. Điện thoại di động chính là những kẻ đồng lõa và những tên sát nhân. Theo cựu quan chức tình báo và chuyên gia phân tích Trung Đông người Israel Avi Melamed, Hezbollah từ lâu đã chuyển sang sử dụng những thiết bị liên lạc lỗi thời như máy nhắn tin để liên lạc với nhau. Tuy nhiên, theo chuyên gia Melamed, ngay cả phương pháp này cũng không phải không có những rủi ro. Ông Melamed nhận định Hezbollah sử dụng những thiết bị này với suy nghĩ rằng sẽ an toàn hơn do điện thoại di động có thể bị theo dõi bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS. Tuy nhiên, chính thiết bị liên lạc lỗi thời này đã bị khai thác để chống lại họ. Mục đích tấn công. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ máy nhắn tin và đe dọa trừng phạt trong khi Israel hiện chưa bình luận về vụ tấn công và không thừa nhận thực hiện. Theo nhà phân tích tình báo thuộc đài CNN John Miller, qua vụ kích nổ thiết bị nhắn tin nói trên, khả năng Israel muốn truyền đi một thông điệp rõ ràng tới Hezbollah rằng họ có thể tiếp cận với Hezbollah ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và họ có thể làm điều đó chỉ một lần bấm nút. Bên cạnh đó, chiến dịch này của Israel nhiều khả năng còn nhằm tạo ra sự hoảng loạn giữa các thành viên Hezbollah, làm giảm khả năng tuyển mộ các chiến binh và xói mòn niềm tin vào các thủ lĩnh trong việc đảm bảo an ninh cho các chiến dịch và nhân sự của Hezbollah. Ông Amos Yalin, chuyên gia chiến lược hàng đầu của Israel nhận định, vụ Israel kích nổ loạt thiết bị nhắn tin của Hezbollah đã cho thấy khả năng xâm nhập bằng công nghệ và tình báo tinh vi của Israel, qua đó phát đi lời cảnh báo tới Hezbollah.
Nhà báo người Liban Kim Gahatas cho rằng hành động này của Israel có thể nhằm đe dọa buộc Hezbollah phải khuất phục, đồng thời muốn khẳng định rõ ràng rằng việc Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công về phía Israel sẽ nhận lại đòn đáp trả gay gắt hơn. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Israel thực hiện một vụ tấn công sử dụng thiết bị kích hoạt từ xa. Trước đó, trong 2 năm liên tiếp, 2009 và 2010, Israel và Mỹ đã kích hoạt một virus máy tính phức tạp có tên Stuxnet phá hủy các máy ly tâm tại một cơ sở hạt nhân của Iran. Đến năm 2020, một nhà khoa học người Iran đã bị ám sát ngay giữa thủ đô Tehran bằng một khẩu súng máy điều khiển từ xa được gắn bên ngoài một chiếc xe hơi. Mới đây nhất, năm 2024, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã thiệt mạng do một thiết bị được cài cắm bên trong nhà khách nơi ông nghỉ ngơi tại Tehran phát nổ. Vâng, thưa hai vị chuyên gia. Thưa chuyên gia Nguyễn Quang Khai, được biết là mới đây Israel đã không kích ồ ạt vào Liban khiến hàng nghìn người thương vong. Vậy thì có thể nói những leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ việc các thiết bị máy nhắn tin và bộ đàm bị kích nổ hàng loạt và gây ra rất nhiều thương vong ở Liban hay không, thưa chuyên gia? Theo tôi ấy, thì cái mâu thuẫn rồi cái đối đầu giữa Israel và Hezbollah nó đã có từ lâu rồi. Chứ không phải là chỉ xảy ra sau cái vụ nổ các cái máy nhắn tin vừa qua. Trong lịch sử phải nói rằng là từ khi thành lập cái Hezbollah vào đầu những năm 80 đấy, thì cái quan hệ giữa Hezbollah với Israel nó đã trở nên hết sức căng thẳng. Và gần đây ấy, thì cái mối quan hệ đó lại càng căng thẳng hơn khi mà Israel mở cái chiến dịch quân sự đặc biệt vào Gaza để chống lại Hamas, rồi những cái cuộc gây ra những cái hậu quả hết sức là thảm khốc, đến hơn 40.000 người bị thiệt mạng, thế rồi rằng đến gần 100.000 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đồng thời là đến hàng triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi. Thì trong cái tình hình như thế thì Hezbollah đã có những cái hành động để tỏ tình đoàn kết với Hamas, là những cái gọi là những cái tổ chức mà tham gia trong cái trục kháng chiến chống lại cái cuộc xâm lược của Israel. Thế rồi là những cái cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas đã thất bại và đi vào bế tắc. Thì trong cái tình hình như vậy thì cái việc mà Israel gây ra một cái vụ nổ và những cái máy nhắn tin vừa qua đấy, thì tôi cho rằng đấy nó là cái giọt nước tràn ly thôi, và nó châm ngòi cho một cái cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Và trong tương lai tôi nghĩ rằng là cái cuộc đối đầu này nó sẽ còn kéo dài và tiếp diễn. Thì để đáp lại những cái việc mà Israel gây ra cái vụ nổ vào những cái máy nhắn tin vừa qua ấy, thì Israel đã mở những cái cuộc tấn công để mà nhằm tiêu diệt cái lực lượng quân sự của Hezbollah ở Nam Liban, rồi làm suy yếu cái lực lượng này. Đồng thời để đáp trả những cái hành động của Israel thì Hezbollah đã bắn hàng loạt những tên lửa, hàng trăm tên lửa rồi máy bay không người lái vào lãnh thổ của Israel và gây ra những cái tổn thất cho hết sức nặng nề cho cả hai phía. Cái việc mà gây ra cái vụ nổ của các cái máy nhắn tin của Hezbollah thì đây nó chỉ là một cái lý do, một cái để mà Israel mở những cái cuộc tấn công nhằm tiêu diệt các cái lực lượng kháng chiến của Hezbollah. Vâng, thưa chuyên gia, báo Mỹ nói rằng vụ nổ máy nhắn tin ở Liban được Israel chuẩn bị trong suốt 15 năm. Chuyên gia đánh giá như thế nào về hành động này? Nó được chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Đúng là theo những cái nguồn tin ấy, thì các cái lực lượng của Israel ấy, đặc biệt là cái cơ quan tình báo Mossad, là một trong những cái cơ quan gọi là tình báo gọi là hiện đại nhất thế giới và có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới, thì họ cái mối thù địch giữa Israel và Hezbollah nó đã có từ lâu rồi, như tôi nói là từ những năm 80. Thế cho nên là ngay từ những cái rất lâu rồi thì Israel đã tìm cách
là tìm mọi cách để mà tiêu diệt cái lực lượng của Hezbollah. Thì cho nên là họ chuẩn bị rất là lâu bằng mọi phương diện, bằng cái việc tấn công quân sự này, rồi bằng những cái việc ám sát những cái nhà lãnh đạo của Hezbollah này, thế rồi là hiện bây giờ thì lại coi như là sử dụng cái máy nhắn tin, mà cái máy nhắn tin này ấy, là Hezbollah, những cái thành viên của Hezbollah sử dụng để mà tránh cái việc mà lộ lọt thông tin đó, giữ được cái bí mật. Thì Israel, cái cơ quan tình báo Mossad của Israel đã nắm được cái vấn đề này, nắm được cái tình hình này, cho nên rằng là họ đã chuẩn bị rất là từ lâu và họ đã lập ra những cái công ty ma để mà gọi như là để chế tạo cái máy này, cái máy nhắn tin này. Thì trong khi đó thì dưới cái tên là của Đài Loan hay là dưới cái tên của Hungary các thứ. Thế nhưng mà thực ra là Đài Loan và Hungary mới đây thì đã bác bỏ rằng là họ không có dính líu vào cái chuyện này. Thế thì chính ra là Mossad đã hành động dưới, núp dưới những cái công ty ma để mà sản xuất những cái máy bay này, những cái máy nhắn tin này. Và họ đã rất là tinh vi, họ đã gài những cái chất nổ, một cái khối lượng chất nổ rất nhỏ thôi vào trong cái máy nhắn tin đó. Và nếu mà cái người sử dụng cái máy nhắn tin đó một thời gian thì nó có một cái gọi là khi mà nhiệt độ nó lên cao độ khoảng 45-50 độ C thôi thì là cái máy nhắn tin nó bùng nổ, nó nổ. Và vừa rồi phải nói rằng là hàng nghìn máy nhắn tin mà Hezbollah đã sử dụng thì đã nổ, và trong đó đã gây ra thương vong cho rất nhiều người, và rất nhiều người bị chết và rất nhiều người bị thương ở trong những cái khu chợ chẳng hạn, là những khu tập trung đông người. Thế phải nói rằng là hầu hết những cái người mà bị chết và bị thương đều là dân thường, và phần lớn là phụ nữ và trẻ em và người già. Thì đây tôi cho rằng là một cái điều mà không thể chấp nhận được, và hiện nay thì người ta đang phải điều tra xem ai là cái người đứng sau cái này. Thực ra là cái một số những nguồn tin thì nói rằng là Israel đứng sau cái vụ tên này, mà ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà phải có bằng chứng cụ thể thì để mà khẳng định được ấy, chính xác là Israel đứng sau cái vụ nổ của các máy nhắn tin này ấy. Thì hiện nay các cái cơ quan quốc tế cũng như là nhiều nước người ta yêu cầu là phải mở một cái cuộc điều tra rất kỹ lưỡng để xác định xem ai là cái người đứng sau những cái vụ nổ vừa qua. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Thưa chuyên gia Nguyễn Hồng Quân, vậy thì ông đánh giá như thế nào về mục đích mà Israel muốn thực hiện khi thực hiện những hành động như vậy? Vâng, trước khi đi vào trả lời câu hỏi của Nga Vũ thì tôi xin bổ sung thêm ý của đại sứ Nguyễn Quang Khai vừa nói. Thì như đại sứ Nguyễn phân tích, chúng ta thấy là cái hành động này có thể nói là rất là tinh vi của cái cơ quan tình báo Mossad của Israel. Tất nhiên thì bây giờ chính phủ Israel là không bác bỏ, nhưng mà cũng không thừa nhận là mình đứng sau cái chuyện này. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là cái người mà bây giờ chúng ta cứ gọi là cái cơ quan tình báo Mossad đi, là đã gài một cái lượng thuốc nổ nhỏ. Nhỏ là bao nhiêu? Từ 0,3 đến 10 gram, và thậm chí là lớn nhất là đến 20 gram vào trong cái điện thoại. Mà điện thoại là chúng ta biết là đặt trong nước ngoài sản xuất. Thế thì ở đây là vấn đề là tại sao người ta lại thâm nhập được vào cái mức độ rất thấp từ cơ sở sản xuất cả cái máy nhắn tin này để gài vào đó. Thì đấy là phải nói tinh vi. Cái tinh vi thứ hai nữa là hàng nghìn cái máy nhắn tin này phát nổ cùng một lúc. Đấy, tạo nên một cái không khí hoảng loạn ở trên toàn Liban, chứ không phải chỉ riêng một cái địa điểm nào. Và nó tạo ra một cái thương vong, tuy là chưa ăn thua gì lớn, nhưng mà nó tạo nên một cái cũng khủng khiếp đấy. Cũng tác động tâm lý của nhân dân, tác động tâm lý của cái người sử dụng cái này. Và ở đây ấy, thì nó người ta tìm ra là cái tinh vi nó thể hiện là cái ông Mossad này là đã tiêm một cái bảng mạch chứa vật liệu nổ có thể nhận mã vào bên trong thiết bị. Người ta tìm thấy là có 3.000 cái máy nhắn tin đã phát nổ khi một tin nhắn mã hóa được gửi đến, là đồng thời kích hoạt chất nổ.
cùng lúc như thế, 3.000 cái máy nhắn tin như thế thì rất ghê gớm. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái việc mà cài chất nổ vào nó chứng minh cái lợi thế chiến thuật của Israel, chiến thuật quân sự của Israel đã thâm nhập được vào sâu các cái trung tâm, kể cả trung tâm chỉ huy, đã tiếp cận được vào những nơi có thể nói dễ bị tổn thương nhất của Hezbollah. Đấy. Và có thể nói là đây nó còn phôi bày cái sự phối hợp giữa Iran và Hezbollah, bởi người ta tìm thấy là bản thân ông đại sứ Iran tại cũng bị thương, tại Libya cũng bị thương. Đấy thì nó tinh vi ở chỗ đó. Và có thể nói là Hezbollah là choáng váng vì cái vụ nổ này, vì đây nó là cái sự vi phạm an ninh lớn nhất kể từ sau khi xảy ra cái sự kiện là mùng 7 tháng 10 năm 2023 khi mà Hamas tấn công vào Israel. Thế đây bản thân cả là cái ông tổng thư ký của Hezbollah là ông Hassan Nasrallah, thì ông cũng đã phải nghiêm khắc cảnh báo là điện thoại của Hezbollah ấy, bây giờ là nguy hiểm hơn cả điệp viên của Israel. Đấy, ông đã có thể là người ta đã tính trước, đã biết trước như thế rồi. Và người ta, ông đã khuyên là nên đập vỡ điện thoại đi, nên chôn cái điện thoại này hoặc khóa điện thoại lại này và cất vào trong tủ sắt. Thế nhưng mà cũng có lẽ là người ta cũng chưa ngờ tới cái chuyện là cái mức độ tinh vi của đối thủ người ta xâm nhập vào như thế này. Phải nói cho đây là cái mức độ chui sâu leo cao của cái tình báo Israel rất là ghê gớm. Thế thì ở đây thì rõ ràng là cái mục đích là chúng ta thấy rằng là tạo nên một cái gây bất ngờ cho đối phương, cụ thể là cho Hezbollah. Thứ hai là gây rối loạn cái thông tin của Hezbollah. Bây giờ anh sử dụng cái phương cái điện thoại, cái máy nhắn tin như thế mà bây giờ lại bị nổ, mà thậm chí là không dám dùng, không có tin cậy vào nữa. Cái thứ ba nữa là cũng nghi ngờ xem là tất cả những cái chuyện khác, các phương tiện vũ khí, kể cả những cái vũ khí tinh vi, tên lửa chẳng hạn, liệu có bị xâm nhập như thế không? Đấy là một cái chuyện nữa. Và không chỉ Hezbollah, tất cả các lực lượng khác có liên quan đến cái xung đột với Israel hiện nay đều phải chấn tĩnh lại, là xem là phải sóc lại đội hình mình như thế nào, phải chấn chỉnh tư tưởng như thế nào, phải kiểm tra trang thiết bị như thế nào. Tất cả, tóm lại là tất cả khâu hậu cần, kỹ thuật, chính trị, tư tưởng, chuẩn bị tổ chức đều phải xem lại hết. Thì đây là cái cuộc nói có thể là cái chiến tranh tình báo nó thâm nhập sâu vào như thế này. Và nó còn để lại hậu quả chắc chắn là không chỉ dừng như là cái vụ nổ xảy ra tuần trước ở trong nội bộ Hezbollah, mà nó còn có thể lan truyền nữa. Mà cái điều này ấy, phải nói là hết sức nguy hiểm. Thứ nhất ấy là nó đánh vào dân thường, vì hầu hết những cái người dân Liban người ta dùng cái máy nhắn tin, đúng không? Cái thứ hai là tôi cho rằng là nó rất nguy hiểm, bởi vì cái bọn khủng bố có thể sử dụng cái kỹ thuật này. Thì bây giờ họ chỉ cần mang một cái máy nhắn tin lên máy bay thôi, và mà có gài chất nổ như vậy thì sẽ gây ra một cái khủng khiếp như thế nào. Cho nên rằng là cái việc mà gây ra cái vụ nổ vừa rồi vào cái máy nhắn tin của Hezbollah, nó không phải chỉ là nguy hiểm cho Hezbollah, không giới hạn, mà nó còn gây ra một cái sự hoảng loạn, cái nguy hiểm cho những cái người dân. Và cái bọn khủng bố có thể lợi dụng cái vấn đề này để tăng cường cái hoạt động của nó, chống lại những cái những dân thường, hay là chống lại những cái tổ chức của chính phủ ở khu vực cũng như là trên thế giới. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên là chính là sau khi mà xảy ra cái vụ nổ này ấy, thì hầu hết các nước trên thế giới là người ta lên án cái hành động này và cho đây rằng là một cái tội ác chiến tranh. Và hiện nay thì như tôi đã nói là sắp tới đây sẽ có những cái cuộc điều tra rất là kỹ lưỡng để phát hiện ra ai là cái người, nếu mà Israel mà đứng sau cái vụ này, tôi cho rằng là cộng đồng quốc tế rồi Liên Hợp Quốc hay những cái tổ chức ở trên thế giới, người ta sẽ có những cái hành động để mà đáp trả lại cái hành động này của Israel.
Vâng, xin được cảm ơn những bổ sung vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Thưa chuyên gia Nguyễn Hồng Quân, cuộc tấn công này được giới phân tích coi là một phần trong bức tranh thù địch khu vực bao trùm liên quan đến các lực lượng được Iran hậu thuẫn đang dính líu vào cuộc xung đột Gaza. Vậy thì chuyên gia có đánh giá như thế nào? Chúng ta có thể nói rằng là ngay từ khi mà nhà nước Israel ra đời thì cái đất nước này đã phải đối chọi với cái thái độ thù địch của các nước xung quanh, đặc biệt là cái không khí thù địch đó đến bây giờ nó lại càng sâu sắc hơn nữa, càng nóng bỏng hơn nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái chiến tranh bí mật giữa Israel và Iran ấy, trước đây là bí mật, thế nhưng bây giờ thì công khai rồi. Công khai khi mà Israel tấn công phái bộ ngoại giao của Iran ở Syria. Đấy. Thứ hai nữa chúng ta thấy là Israel cho rằng là cái cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel ấy, là mà Israel lại phải dùng cả các cái hỗ trợ của các cái gọi là vòm sắt ấy, rồi hỗ trợ của các cái đồng minh của mình, trong đó có Mỹ, trong đó có Pháp, trong đó có Anh để mà đối chọi lại. Thì tất cả cái đấy là có thể nói rằng là nó đang cố gắng truyền tải một cái thông điệp từ phía Iran là gì? Iran đang không ngừng lại tấn công trả đũa Israel. Nếu mà nếu mà Israel mà tấn công vào các lợi ích, ví dụ các cơ sở hạt nhân hay là các cái cơ sở công nghiệp quan trọng khác của Iran, thì Iran người ta sẽ không ngần ngại để tấn công đây. Đấy là chuyện đó. Nhưng mặt khác thì Iran cũng muốn tránh là phải chịu các cái cuộc tấn công lớn. Đấy, tránh dẫn đến một cái cuộc chiến tranh toàn diện. Và cuộc chiến tranh toàn diện này thì có thể nói là rất là bất lợi cho nhiều nước, trong đó có Iran. Đấy. Thế thì đấy là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba chúng ta thấy là Mỹ là không muốn chấp nhận, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, không muốn chấp nhận để xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực mà Mỹ phải tham gia. Và đặc biệt là vào thời điểm này Mỹ đang chuẩn bị bầu cử tổng thống, Mỹ càng khó có thể tham gia. Cái điểm thứ tư chúng ta thấy là Israel thì quan ngại, vì quan ngại của họ là chính đáng rồi, bởi vì là từ lâu thì Iran đã công khai cam kết là sẽ hủy diệt, sẽ bao vây, hủy diệt Israel. Đấy. Và hiện nay thì Iran có rất là nhiều các cái lực lượng đồng minh thân cận đang bao vây xung quanh, nào là Hezbollah, nào là Hamas, nào là Houthi và vân vân cả các lực lượng khác nữa. Thì có thể nói là tất cả những lực lượng này đều ít nhiều đều do Iran tài trợ và trang bị cả. Đấy. Thế còn ở Gaza chúng ta thấy rằng là cái cuộc chiến giữa Israel với lại Hamas ấy, thì có thể là cũng còn rất lâu mới có thể chấm dứt, mặc dù là Israel đã tấn công phá hủy không ít cái đường hầm, hệ thống đường hầm của Hamas. Thế rồi mặc dù là cái giải Gaza đã bị là Israel là ném bom dữ dội, và thậm chí là giao tranh trên bộ mấy tháng nay rồi, nhưng mà cuộc chiến này vẫn chưa thể kết thúc được. Và trong khi đó các quốc gia Ả Rập thì cũng không phải là thống nhất, một số quốc gia sẵn sàng là bình thường hóa quan hệ với Israel và cũng muốn là các bên là tìm các giải pháp bằng biện pháp hòa bình chứ không phải là bằng chiến tranh, không phải như tình như năm 1948. Đấy, thế thì ở đây rằng là sau 12 tháng cái cuộc chiến tranh ở Gaza, từ tháng 10 năm 2023 đến nay là tháng 10 năm 2023, tháng 9 năm 2024 rồi, 11 tháng rồi. Thế thì các vấn đề cơ bản hầu như chúng ta chưa thấy vấn đề nào giải quyết. Đó là gì? Các con tin, bây giờ còn 130 con tin vẫn chưa được thả. Rồi giờ mấy triệu người dân người ta ở giải Gaza sinh sống thế nào? Đấy. Rồi thì nếu mà cuộc chiến này chưa thể kết thúc được thì Israel liệu có thể là đặt ra hoàn thành cái mục tiêu là tiêu diệt Hamas hay không cũng rất khó. Đấy. Thế rồi là chính quyền Gaza sẽ như thế nào, mặc dù nói là ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng chính quyền thực ra là hiện nay là chính quyền Palestine hay là chính quyền quốc tế, đấy là vấn đề. Thế rồi là giải pháp nào là giải pháp công bằng giữa cho người Palestine và người Israel có thể là cùng sinh sống, cùng chung sống đấy. Thế và ở đây có thể nói là Iran thì đã bị kéo vào
cái cuộc xung đột. Nhưng mà kéo vào Iran này có làm đơn giản hóa cái cuộc xung đột hay không? Hay là phức tạp cái cuộc vấn đề này? Đấy. Và ở đây chúng ta thấy về mặt tiếp cận ngoại giao thì các cái lượng EU hay là Mỹ vân vân ấy thì là có chặn vũ khí Iran gửi đến cho tiếp viện cho các lực lượng ở khu vực này. Đấy. Thế nhưng mà rõ ràng là Israel phải cần phải hòa giải càng nhiều càng tốt với các nước Ả Rập. Trong đó có, chúng ta thấy Ả Rập Xê Út là nước đang có cái dự kiến kế hoạch là bình thường với lại Israel hay là các nước khác nữa. Thế thì có bình thường quan hệ, có cải thiện quan hệ này, có tạo nên một hệ thống, xây dựng được một hệ thống an ninh mới cho Trung Đông thì mới có thể là làm giảm bớt cái căng thẳng vốn có hàng 70-80 năm nay ở cái khu vực này giữa Israel với các nước xung quanh. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban đã ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Chi tiết việc này ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Khuyến cáo khẩn cấp công dân Việt Nam rời khỏi Liban. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm và có nguy cơ mở rộng trong khu vực, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban ngày 23 tháng 9 ra thông báo khẩn khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong trường hợp bất khả kháng không thể rời đi, công dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên truyền thông, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Liban-Israel, khu vực phía nam thủ đô Beirut và khu vực phía bắc gần biên giới với Syria. Đại sứ quán đề nghị công dân cần tìm nơi tạm trú ở những vùng an toàn hơn và có phương án dự trữ thực phẩm, thuốc men, đề phòng tình huống xấu. Cơ quan ngoại giao tiếp tục theo dõi và giữ liên lạc với công dân để chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hữu quan trong trường hợp cần sơ tán hay bảo hộ công dân. Đại sứ quán cũng khuyến cáo công dân trong nước dự định đến Liban cần dừng hoặc hủy chuyến đi cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Hồi tháng 8, Đại sứ quán cho biết có 11 công dân Việt Nam sinh sống và học tập tại Liban, chủ yếu ở Beirut và khu vực lân cận. Giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Liban gần đây tăng nhiệt. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương và thề trả đũa quyết liệt. Trong khi đó, Israel tăng cường tấn công Hezbollah với mục tiêu loại bỏ mối đe dọa, giúp cư dân sống ở biên giới với Liban được trở về nhà sau nhiều tháng sơ tán. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 23 tháng 9 phát động chiến dịch không kích diện rộng nhằm vào hàng trăm mục tiêu Hezbollah trong lãnh thổ Liban. Bộ Y tế Liban cho biết hơn 270 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Chính phủ Liban ra lệnh đóng cửa các trường học ở miền nam đất nước trong ngày 23-24 tháng 9. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã tuyên bố không muốn căng thẳng leo thang thành chiến tranh tổng lực với Hezbollah, nhưng cảnh báo Tel Aviv sẽ chiến đấu toàn lực nếu điều này xảy ra. Israel gửi tin nhắn, gọi điện cho dân thường ở Liban, yêu cầu họ tránh xa các cơ sở của Hezbollah. Thủ tướng Liban Najib Mikati chỉ trích Israel, nói rằng họ muốn phá hủy các làng mạc và thị trấn của Liban. Vâng, thưa hai vị chuyên gia. Truyền thông Liban đưa tin quân đội Israel gửi tin nhắn và gọi điện yêu cầu dân thường nước này sơ tán, tránh xa các vị trí của lực lượng Hezbollah. Các nước, chỉ trong đó có Việt Nam, cũng đã khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Liban rời khỏi nước này khi mà các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Đây là những tín hiệu cho thấy khả năng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào không ạ? Xin mời chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Vâng, không ai có thể loại trừ được bất cứ khả năng nào khi mà cái cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đang leo thang, hết sức căng thẳng. Thế thì về những cái... sơ tán công dân này, thế rồi là ngừng những cái chuyến bay thương mại đến Beirut rồi đến Israel vân vân, thì tôi cho rằng là các cái cơ quan của ta thì cũng đã có những cái biện pháp để mà bảo đảm an toàn cho các công dân Việt Nam không chỉ ở Liban đâu mà còn cả ở Israel nữa. Khi mà Hezbollah nó tấn công bằng tên lửa vào những cái thành phố của Israel, thì những cái người Việt của mình ấy, đặc biệt là những người Việt của mình làm việc ở Israel là rất đông ấy nhỉ, đến hàng trăm người.
Thế trong khi đó thì cái người Việt của mình ở Liban ấy thì cũng là rất ít thôi. Thế trước khi đến trường quay hôm nay ấy, thì tôi có liên hệ với ông Chadi Issa là Tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Beirut, hỏi thăm về cái tình hình người Việt, cộng đồng người Việt ở Liban hiện nay ra sao. Thì ông ấy nói rằng là hiện nay ở Liban ấy là chỉ có 13 người thôi, người Việt đi làm việc theo cái con đường tư nhân, tức là họ tự liên hệ rồi sang làm việc ở đấy. Thế thì ông ấy cho biết rằng là hiện nay thì tất cả những cái người Việt làm việc ở Liban ấy là đang rất an toàn, và họ đã làm việc chủ yếu ở những khu miền Bắc Liban, tức là nó không giáp giới với phía Israel. Đồng thời ông ấy cũng cam kết rằng Tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam là người ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cái công dân của những người Việt làm việc ở Liban. Thì ông bảo là các ông cứ yên tâm, và đây là cái trách nhiệm của tôi, và tôi coi những cái người Việt Nam làm việc ở Liban ấy, coi như là những người trong gia đình của chúng tôi, cho nên là chúng tôi đảm bảo an toàn, làm mọi việc để có thể đảm bảo an toàn, cho nên là không có nên lo lắng gì cả. Đấy. Và ông ấy nói rằng là bất cứ người Việt nào ở Liban mà liên hệ với ông ấy thì ông ấy sẵn sàng, nghĩa là tạo mọi điều kiện để mà giúp mà sơ tán, hay là giúp về đưa những cái người này về những cái khu vực an toàn. Cho nên là tôi cho rằng là ngoài cái những cái gọi là cái biện pháp của đại sứ quán của mình ở Ai Cập là kiêm nhiệm Liban, thế rồi ngoài những cái biện pháp của sứ quán mình ở Israel, thì tôi cho rằng là những cái người dân hay là những cái ông tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Beirut ấy, là họ cũng rất nhiệt tình. Cho nên rằng là những cái gia đình mà có những cái con em của mình làm việc tại Liban và Israel thì tôi cho rằng là cũng không nên quá lo lắng, và bất cứ một cái trường hợp nào ấy thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với đại sứ quán của mình ở Ai Cập, liên hệ với đại sứ quán của mình ở Israel, và ngay trực tiếp có thể liên hệ với ông tổng lãnh sự danh dự của mình ở Beirut. Thưa quý vị, mồi lửa từ hàng ngàn máy nhắn tin bộ đàm phát nổ ở Liban nhắm vào các thành viên Hezbollah gây rất nhiều thương vong vừa qua, đặc biệt là lực lượng quân sự có nguy cơ thổi bùng xung đột ở Trung Đông như thế nào? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Vũ Hội thường trú tại Trung Đông để hiểu rõ hơn về tình hình Trung Đông hiện nay. Vâng, xin chào phóng viên Vũ Hội. Thưa anh đánh giá như thế nào về việc Israel không xác nhận hay phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ nổ đồng loạt máy nhắn tin ở Liban? Xin chào biên tập viên Nga Vũ tại trường quay. Các vụ nổ xảy ra liên tiếp trong hai ngày 17-18 tháng 9 vừa qua đã gây thương vong lớn về con người, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn hơn đến uy tín của phong trào Hezbollah. Nhưng cho đến nay thì chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Trái với logic thông thường, đó là một vụ tấn công nhằm gây ra tác động về mặt biểu tượng thì sẽ có đối tượng nhận trách nhiệm. Chính phủ Israel đã không bình luận, tức là không thừa nhận và cũng không phủ nhận đứng đằng sau vụ việc này. Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra đối với hàng nghìn máy nhắn tin và máy bộ đàm gần như cùng một lúc và diễn ra trên khắp các địa phương ở Liban thì đã cho thấy đây là một kế hoạch tấn công vô cùng táo bạo, phức tạp và chính xác, đòi hỏi một cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Xét bối cảnh cuộc xung đột hiện nay thì không chỉ có phong trào Hezbollah mà các quốc gia bao gồm Liban, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ lỗi cho Israel. Báo chí thế giới dẫn các nguồn tin chuyên gia hoặc quan chức có nhiều thông tin nhưng mà giấu tên thì cũng đều nhận định Israel là thủ phạm. Có mấy lý do chính như sau. Thứ nhất, vụ việc xảy ra vào thời điểm Israel tuyên bố trọng tâm chiến tranh trên mặt trận biên giới phía Bắc giáp với Liban để đối phó với Hezbollah. Thứ hai, Israel đã có động lực và tình báo nước này có một mạng lưới gián điệp rộng lớn để có thể thực hiện một kế hoạch tinh vi, phức tạp và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ đến như vậy. Thứ ba, lịch sử đã diễn ra nhiều vụ việc tương tự, trong đó các kẻ thù của Israel bị tấn công ngầm hoặc ám sát bằng các hình thức công nghệ như là cài chất nổ vào điện thoại hay là súng điều khiển tự động. Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là giả thiết. Đối với Israel thì dù có lên tiếng xác nhận hoặc phủ nhận vai trò thì cũng không còn quan trọng nữa.
Vì điều quan trọng nhất đó là phong trào Hezbollah đã bị phá hoại về khâu vận hành tổ chức và uy tín. Thưa phóng viên, vậy thì đã tìm ra thế lực đằng sau các vụ nổ thiết bị hàng loạt tại Liban chưa ạ? Cho đến nay thì vẫn chưa có thông tin chính thức nào khẳng định ai là thủ phạm, mà mới chỉ có một số thông tin dựa trên các thông báo về mặt kỹ thuật và nguồn gốc thương mại của lô hàng, cũng như là một số điều tra chính thức ban đầu. Sau khi xảy ra vụ việc, giới quan sát đều rất bất ngờ vì từ trước tới nay các thiết bị viễn thông phát nổ hàng loạt là điều hiếm khi xảy ra. Hoạt động khủng bố thông thường chỉ nhằm vào một trong một hoặc hai thiết bị đơn lẻ. Các phân tích suy đoán ban đầu đi theo hai khả năng. Một là tấn công mạng xâm nhập vào máy nhắn tin thông qua phần mềm, khiến pin lithium của thiết bị quá nóng và phát nổ. Thứ hai là tấn công từ chuỗi cung ứng, tức là máy nhắn tin đã được cài thêm thuốc nổ trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển. Những người am hiểu về kỹ thuật thì cho rằng chỉ riêng pin lithium thì khó có thể gây ra các vụ nổ chết người như vậy. Ngày 19 tháng 9, đại diện của Liban tại Liên Hợp Quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ của nhà chức trách đã phát hiện các thiết bị liên lạc đã được gài sẵn chất nổ từ trước khi nhập khẩu vào Liban. Theo các nguồn tin từ Liban thì do lo ngại bị tấn công bằng công nghệ, các chỉ huy của phong trào Hezbollah trước đó đã đặt mua khoảng 5.000 máy nhắn tin và máy bộ đàm để phân phối cho các thành viên của tổ chức này và các lực lượng vũ trang và đồng minh trong khu vực. Đây là các thiết bị có tần số riêng, nhỏ gọn, dễ mang theo người, không có định vị GPS nên giảm thiểu nguy cơ bị nghe trộm từ xa hoặc là theo dõi vị trí. Lô hàng máy nhắn tin và bộ đàm do Hezbollah được nhập khẩu vào Liban cách đây vài tháng, mang nhãn hiệu Golden Apollo của Đài Loan và Ecom của Nhật Bản. Tuy nhiên, các công ty này đều cho biết là họ không còn sản xuất các mặt hàng này nữa, mà có thể là do các công ty liên kết hoặc nhượng quyền thương hiệu ở nước ngoài sản xuất, thậm chí cũng không loại trừ khả năng hàng nhái. Các chuyên gia nhận định trong cái bối cảnh toàn cầu hóa chuỗi cung ứng như hiện nay thì việc truy tìm nguồn gốc của các sản phẩm này là việc không dễ dàng, nhất là khi thủ phạm đã cố tình lên kế hoạch từ trước. Vâng, thưa phóng viên Vũ Hội, các cuộc tấn công của Israel và Yemen có thể làm tăng thương vong cho dân thường và trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Vậy thì phóng viên có đánh giá như thế nào về vấn đề này? Trong những ngày qua thì Israel đã đẩy mạnh hoạt động tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Các nguồn tin từ giới chức an ninh Liban xác nhận đây là đợt tấn công lớn nhất của Israel kể từ khi xảy ra xung đột hồi tháng 10 năm ngoái. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 82 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trong vài ngày qua, bao gồm cả các vụ nổ hàng loạt thiết bị viễn thông, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Riêng vụ nổ máy nhắn tin và máy bộ đàm thì có gần 3.000 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương, trong đó 700 người đang phải điều trị trong bệnh viện. Quân đội Israel thông báo là chỉ nhằm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và các chiến binh của Hezbollah và có thể sử dụng các loại vũ khí chính xác để làm điều này. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng là các vụ tấn công của Israel đã gây ra thương vong và gây ra vấn đề nhân đạo đối với người dân Liban. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Hezbollah đã liên tục bắn rocket và máy bay không người lái sang Israel, khiến hơn 70.000 người dân biên giới phải đi sơ tán. Đồng thời cũng kéo hai bên vào các cuộc giao tranh qua biên giới gần như diễn ra hàng ngày. Nội các Israel gần đây thông qua nghị quyết đưa mục tiêu người dân sơ tán ở miền Bắc trở về là một mục tiêu chiến tranh. Có ý kiến cho rằng trong các đợt tấn công mới nhất thì quân đội Israel có thể muốn đẩy căng thẳng lên cao để kéo phong trào Hezbollah vào một cái bẫy mà có thể dẫn đến một cái phản ứng thái quá. Khi đó thì Israel sẽ có đủ lý do để phát động một cuộc chiến tổng lực nhằm loại bỏ dứt điểm mối đe dọa thường trực ở biên giới phía Bắc. Xin trở lại với biên tập viên Nga Vũ tại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Vũ Hội về những chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta xin được quay trở lại trường quay cùng với hai vị khách mời chuyên gia. Thưa chuyên gia Nguyễn Hồng Quân, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về khả năng Liban trở thành một Gaza khác. Vậy thì theo chuyên gia, nguy cơ này có trở thành sự thực không ạ? Có thể nói rằng là các cái cuộc xung đột, cuộc chiến tranh ở cái khu vực Trung Đông này thu hút cái sự quan tâm của cộng đồng thế giới. Và chúng ta thấy rằng là gần đây Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng có phát biểu, trong đó có nhấn mạnh rằng là cái cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah là cái điều mà cần tránh một giá. Đồng thời chúng ta thấy là không chỉ có tránh cái cuộc chiến tranh giữa Israel và Hezbollah, kể cả cái cuộc chiến tranh giữa Israel và Hamas ở Gaza đấy,
gần một năm nay rồi. Rõ ràng đấy cũng là ưu tiên cần phải ngăn chặn lại. Đấy, bởi chúng ta thấy là trước đây thì có thể cách đây một năm, trong đó có tôi, một số cơ quan có hỏi là liệu có thể xảy ra cái chiến tranh toàn khu vực hay không. Và lúc đó tôi nói là vào cái thời điểm đó là chưa thể. Nhưng mà chúng ta thấy một năm trôi qua không chấm dứt được cái chiến tranh ở giải Gaza, rồi thì nó sẽ lan tỏa ra, lan rộng ra. Nay mai là, bây giờ thì lan sang Liban rồi. Nay mai còn biết đâu lan những chỗ khác nữa. Cho nên cái chuyện là chấm dứt các cuộc xung đột, đặc biệt là cuộc xung đột ở giải Gaza, cũng như là cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Liban, là cái điều mà cộng đồng quốc tế phải tập trung giải quyết. Và có thể nói là cộng đồng quốc tế cũng đã làm rất nhiều đấy cho người dân Gaza. Nhưng đến bây giờ thì cũng chưa giải quyết được cái gì cơ bản cả. Mới đây thì cái bộ tứ nhóm quát ấy, là cũng ra tuyên bố là phải đẩy mạnh cái chuyện này. Nhưng rõ ràng là kể cả những nước lớn như Mỹ, người ta cũng không phải là chống lại cái giải pháp hòa nhà nước, mà người ta muốn có giải pháp hòa nhà nước. Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia đều ra tuyên bố vào cái chuyện đó. Cái nhóm quát gần đây nhất là như thế. Không phải là bây giờ mới lên tiếng, mà trước đây đã lên tiếng nhiều, các nước lên tiếng nhiều. Việt Nam chúng ta cũng ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Thế nhưng mà đến bây giờ chưa tìm theo là cái cách giải quyết thế nào cho nó hợp lý. Làm sao giải quyết vấn đề chính quyền cho người Palestine. Đấy, giữa hiện nay cái tình trạng là mâu thuẫn như thế. Ở đây chúng ta nói rằng rõ ràng là có vấn đề phải cải tổ Hội đồng Bảo an, có vấn đề phải cải tổ cách làm việc của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Mà cái mà Liên Hợp Quốc đang nhóm họp trong tuần này đấy, đang đề cập rất nhiều thứ. Mà nhưng mà tôi nghĩ rằng là chuyện cải tổ Hội đồng Bảo an nói không bây giờ nói, cách đây 20 năm đã nói rồi, 30 năm đã nói rồi, nhưng đến bây giờ chưa được cái gì cả. Đấy. Và cái chuyện này chắc chắn là còn phải lâu dài, còn phải nói nhiều. Nhưng không thể không nói và không thể không làm. Mà bây giờ làm dần từng bước, đặc biệt là cái tôi quan sát là cái cạnh tranh giữa các nước lớn, đối đầu giữa các nước lớn hiện nay là cái cản trở, một trong cản trở chính cho cái chuyện cải tổ Hội đồng Bảo an. Đấy. Mà nếu mà không cải tổ Hội đồng Bảo an thì khó mà giải quyết được các vấn đề an ninh, hòa bình ở các khu vực, trong đó có khu vực Trung Đông mà chúng ta đang bàn đến đây. Và một cái nữa cũng không thể không nhắc đến là cái liên quan đến quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế. Tòa án Công lý Quốc tế ra phán quyết, Tòa án Hình sự Quốc tế ra phán quyết. Nhưng mà có phải là tất cả những cái quyết định với những phán quyết này có thực hiện được và thực hiện nghiêm chỉnh được hay không? Bây giờ ICC, tức là Tòa án Hình sự Quốc tế ra phán quyết, bắt ông nọ, bắt ông kia, người bên này, bên khác. Nhưng mà có ai thực hiện được? Đấy là cái việc là đảm là người ta sẽ nghĩ rằng là các cơ chế thì rất nhiều, nhưng biện pháp làm thế nào để thực hiện được thì là cả một cái quá trình mà phải đấu tranh lâu dài mới có thể nó dám nói là để đưa công lý đến cho mọi người dân. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hồng Quân. Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tỏ ra lo ngại rằng là cái cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah có thể biến thành một cái Gaza thứ hai. Thì cái điều này là tôi cho rằng là thực sự là đang lo ngại, rất lo ngại. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu của Israel ấy là tiêu diệt Hamas và Hezbollah. Và bây giờ hiện nay ấy, thì họ phải nói rằng ấy là mặc dù là Hamas vẫn chưa bị tiêu diệt, nhưng mà phải nói rằng ấy là Hamas đã bị suy yếu rất nhiều, rất nhiều. Thì bây giờ họ chuyển cái một phần rất lớn trong cái chiến dịch quân sự của họ ở Gaza về phía Bắc Israel để mà tập trung tiêu diệt cái sức mạnh quân sự của Hezbollah. Thế nên là trong 2-3 ngày vừa qua thì phải nói rằng ấy là họ đã mở những cái cuộc không kích mà ác liệt nhất từ 2006 cho đến nay. Ở đây là cái cuộc mà không kích rồi những cái cuộc tấn công mạnh nhất kể từ 2006, tức là cái cuộc chiến tranh Liban lần thứ hai cho đến nay. Thì cho nên là họ quyết tâm là tiêu diệt cái sức mạnh quân sự của Hezbollah. Và đặc biệt nữa là gì?
là cái chính quyền của Israel hiện nay ấy, của Thủ tướng Netanyahu ấy, là cái chính quyền cực hữu nhất trong lịch sử của Israel, với sự tham gia của những cái nhân vật gọi là cực kỳ cực hữu, thí dụ như là Bộ trưởng An ninh Quốc gia là ông Ben Gavir, hay là Bộ trưởng Tài chính của là ông Smutrich chẳng hạn, là những cái người mà hết sức là chủ trương của họ là tiêu diệt không phải chỉ Hamas và Hezbollah đâu, mà họ tiêu diệt những cái phong trào kháng chiến của Palestine, rồi họ bác bỏ những cái giải pháp hai nhà nước và coi xóa bỏ vấn đề Palestine. Thì cho nên rằng là cái tình hình hiện nay tôi cho rằng là hết sức căng thẳng, và đặc biệt là Thủ tướng Netanyahu của Israel là hiện nay đang vướng vào cái vòng lao lý, và hiện nay là vẫn đang bị là truy tố và ra tòa về cái tội và về những cái cáo buộc về tham nhũng rồi hối lộ rồi vân vân. Thì cho nên rằng ấy là nếu mà ông ấy không tiếp tục cái cuộc, ông dừng cái cuộc chiến với Hezbollah và Hamas hiện nay ấy, thì cái chính phủ của ông ấy chắc chắn sẽ sụp đổ và phải tiến hành bầu cử lại để mà thành lập một cái chính quyền mới. Đồng thời là cái gọi là cái vị trí của Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ không còn nữa. Cho nên là bằng mọi cách ông sẽ phải duy trì không chỉ cái chiến dịch quân sự ở Gaza mà còn cả ở Hezbollah ở phía Bắc Israel và Nam Liban nữa. Duy trì cái cuộc chiến đó chính vì sự tồn tại của cá nhân ông ấy. Đúng đấy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Thưa chuyên gia Nguyễn Hồng Quân, vậy thì chuyên gia có nhận định như thế nào về tình hình Trung Đông trong thời gian tới? Như là đại sứ Nguyễn Quang Khai vừa mới nói đấy, thì chúng ta thấy là mấy ngày gần đây có lẽ Israel không kích mà chưa bao giờ không kích rộng khắp như bây giờ vào Hezbollah, gây ra tổn thất rất là nặng nề cho Hezbollah. Dân thường của Liban cũng bị giết rất nhiều. Có những hình trên TV là thấy xác người nằm ngổn ngang la liệt cả. Rất đau lòng những chuyện đó. Và có thể nói là Israel cũng đã chuẩn bị cho một cái cuộc xâm lược trên bộ tiến vào Liban, chứ không phải chỉ không kích đâu. Đấy. Và theo chúng ta biết là Israel họ đã quyết tâm là phải tìm cách xóa bỏ các mối đe dọa này, giống như là tìm cách xóa bỏ Hamas, như là đại sứ Nguyễn Quang Khai nói. Ở đây cũng thế thôi, Hezbollah, Hamas cũng đều bị Israel đưa vào cái tầm ngắm và là phải tiêu diệt như thế. Cho nên là chúng ta thấy, theo dõi thì thấy là rõ ràng Israel có quyết tâm rất lớn. Họ quyết tâm hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Và theo cái ông Tổng Tư lệnh Quân đội Israel, ông Trung tướng Hashi Halevi, thì ở Israel là đang chuẩn bị các giai đoạn tiếp theo. Thế giai đoạn tiếp theo là giai đoạn nào? Rõ ràng là chuẩn bị phải đưa quân vào. Đấy. Và nó sẽ xảy ra tình trạng như là giải Gaza. Đấy, để mà chống lại cái Hezbollah, và Israel tiếp tục cái chiến thuật là gì? Không kích vào các cơ sở hạ tầng của Liban, của Hezbollah mà đã xây dựng trong hơn 2 thập kỷ qua. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy. Thế hiện nay thì có thể nói là chúng ta đang thấy rằng là khu vực này, hay nói rộng ra là thế giới đang dấy lên một cái lo ngại là cái cuộc chiến tranh toàn diện đã lấp ló lâu lên rồi. Đấy. Và ngay cả khi mà Israel giao tranh với Hamas ở Gaza và cố gắng đàm phán để giải thoát hàng chục con tin bị bắt, thì người ta cũng nghĩ là không phải là chỉ giải quyết vấn đề Gaza đâu, mà sau giải Gaza hoặc là đồng thời với giải quyết vấn đề Gaza thì sẽ có chiến tranh xảy ra ở cái vùng của Nam Liban mà do Hezbollah đang có mặt ở đấy. Thế mà chúng ta về phía Hezbollah thì chúng ta thấy rằng là họ cũng tuyên bố là sẽ tiếp tục có tấn công để tăng cường cái đoàn kết với Hamas. Đấy cũng là lợi ích của người ta. Đấy, Hamas, Hezbollah, Houthi vân vân, họ sẽ phối hợp với nhau, Iran nữa. Đấy. Thế ở đây có thể nói rằng là rõ ràng nhìn tổng thể ở khu vực này, chúng ta thấy cái gì? Là cái chia rẽ đang rất sâu sắc, rất khó hàn gắn. Mà chia rẽ ở này nó lan ra chia toàn cầu, liên quan tới các nước lớn nữa cũng có những cái không thống nhất với nhau được. Hội đồng Bảo an không họp được. Đấy. Cho nên không ngăn cản được chức năng chính của Hội đồng Bảo an
là duy trì hòa bình an ninh thế giới thì không thực hiện được chức năng này. Do cái chuyện tê liệt đó, cứ ông này đưa ra thì ông kia bác bỏ, ông này nêu sáng kiến thì ông kia là bác đi, thì tất cả cái khó khăn chiến tranh toàn diện nó sẽ tiêu hao nghiêm trọng hơn, và nó dẫn tới là chiến tranh toàn diện thì chúng ta biết rồi, kinh tế, chính trị, văn hóa, công nghệ, khoa học, quân sự, chứ không phải chỉ có một mặt nào mà cái khu vực này sẽ phải gánh chịu. Đấy. Ở đây chúng ta thấy là Israel thì có sức mạnh quân sự có thể là tàn phá Liban như là tàn phá Gaza vừa rồi. Thế rồi là dân Israel thì sẽ phải chấp nhận cái chuyện là khó khăn hơn, phải chấp nhận những cái ưu tiên khác cao hơn trong lúc này. Mặc dù là người ta không thích cái chính phủ hiện nay cực hữu, như là đại sứ Nguyễn Khai nói là cực hữu nhất từ trước đây. Người ta không thích, nhưng rõ ràng bây giờ người ta là công dân một nước, người ta phải theo thôi, phải tuân theo, thì đấy là cái khó. Thế còn Hezbollah thì chúng ta thấy rằng là họ không ngừng tấn công xuyên biên giới, hoặc là không ngừng là từ bỏ hỗ trợ Hamas tại giải Gaza. Cái này là cái mục tiêu của ta mà, cho nên sẽ tiếp tục khó khăn như thế. Họ có thể tiếp tục bắn tên lửa từ Liban vào các sân bay của Israel, vào trung tâm thủ đô Israel, vào các cơ sở lọc dầu, vào các nhà máy công nghiệp quốc phòng, vào các nhà trung tâm điện và đường cấp nước, vân vân, tất cả. Nó tác động không chỉ là quân đội mà cả cái người dân của Israel sẽ phải chịu đựng những cái hậu quả như thế. Và hiện nay chúng ta thấy là rõ ràng là Liban muốn hay không muốn thì đã bị kéo vào cái cuộc xung đột này rồi. Đấy, rõ ràng như thế. Và đã có một số cái vùng bị tàn phá, mà chắc chắn là sẽ còn một số vùng nữa cũng sẽ bị tàn phá, mà tàn phá nặng nề như kiểu Gaza ở Liban. Thì chúng ta thấy thế. Còn về nội bộ có thể nói là người dân Liban có thể thông cảm với cái sự nghiệp của người Palestine, nhưng mà người ta cũng không thể là không phản đối khi mà người ta phải hy sinh các phúc lợi của người dân của nước ta. Thế đấy, cho nên trong nội bộ cũng sẽ có những cái chia rẽ, sẽ có cái phân hóa như thế. Thế còn người mà bây giờ nhìn thấy được lợi nhất, tôi nói có thể hơi chủ quan, là chính là mấy cái ông Hamas ấy. Người ta đang nhìn những sự kiện gì diễn ra giữa Israel và Hezbollah với sự hài lòng, vì thấy rằng là ông Hezbollah là cũng trung thành với mình, trung thành với cái sự nghiệp chung của những người Ả Rập này. Thì đấy là cái. Thế còn Mỹ thì thế nào? Chúng ta thấy rằng là Mỹ rõ ràng là rất lo ngại, chứ không phải chỉ lo ngại đâu, về những gì đang xảy ra. Đấy. Đặc biệt là cái cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần rồi, mà đây cũng là một trong chủ đề tranh luận giữa các ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Cho nên là rõ ràng là người Mỹ nhấn mạnh là phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel ở giải Gaza là cái chìa khóa để mà giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Thế nhưng mà chìa khóa nó chưa xong, chưa giải quyết được thì bây giờ nó lại bùng nổ ra cái khác. Đấy là cái bài toán mà các vị có trách nhiệm ở Nhà Trắng, có trách nhiệm ở Đồng Đông Góc của Mỹ là phải quan tâm, hết sức quan tâm giải quyết. Mà cái thời gian từ nay đến khi bầu cử tổng thống chỉ còn có hơn một tháng nữa thôi, thì đây là cái mà rõ ràng là một bên Mỹ là phải chạy đua để ngăn chặn chiến tranh này, và bên khác là Israel với lại các cái đối thủ ở khu vực này, họ cũng sẽ tìm cách chạy đua để mà giành ưu thế trước cái bầu cử tổng thống Mỹ. Vâng, có thể nói là một bài toán liên tục ra những biến số, đúng không ạ? Tôi xin mời chuyên gia Nguyễn Quang Khai bổ sung ạ. Cái tương lai của cái cuộc xung đột tại Trung Đông ấy là rất khó đoán định. Rất khó. Và không loại trừ cái khả năng là cái cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah sẽ trở thành một cái cuộc chiến tổng lục, lan rộng ra khu vực với cái sự tham gia của các nước khác. Thí dụ như là Mỹ chẳng hạn, là họ nói rằng ấy là kêu gọi các bên kiềm chế rồi sẽ không tham gia vào cái cuộc xung đột này. Nhưng mà trên thực tế thì là họ đưa 2 tàu sân bay đến khu vực để làm gì? Họ đưa một cái đội tàu chiến, hơn 10 chiếc tàu chiến hiện đại, rồi các cái máy bay F-16 đến khu vực. Họ nói rằng ấy là để mà bảo đảm an toàn cho công dân Mỹ
Nhưng mà thực ra là để mà bảo đảm an toàn cho công dân cần đến một cái lực lượng quân sự lớn như vậy hay không? Và bây giờ đưa thêm cả quân đến. Đấy, đưa thêm cả quân nữa, là mấy nghìn quân đến khu vực. Thì và trên thực tế thì họ còn giúp đỡ Israel, ủng hộ Israel rất nhiều về tiền cũng như là vũ khí. Ngay trước khi mà khởi động lại cái cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas ngày 15 tháng 7 ấy, thì ngày 13 tháng 7 là Quốc hội Mỹ đã thông qua một cái gói viện trợ quân sự trị giá 10 tỷ đô la. Thì cái đó là có phải là nghĩa là để mà anh làm xoa dịu tình hình hay không? Mà trong những cái cuộc họp của Hội đồng Bảo an hay là Liên Hợp Quốc thì là Mỹ luôn luôn là đứng ra bảo vệ Israel. Thì tôi cho rằng là đấy chính là cái mà để mà làm cho cái tình hình ở khu vực nó leo thang hơn nữa. Và nếu mà tình hình leo thang ấy, thì và hiện nay là Israel đang chuẩn bị cho một cái cuộc tấn công trên bộ vào Nam Liban. Thế nếu mà cái việc này xảy ra mà chúng ta không thể loại trừ và sẽ lôi kéo Iran chắc chắn sẽ tham gia. Rồi hiện nay theo những cái nguồn tin thì có đến 40.000 chiến binh của Syria này, Iraq này và Yemen đang tập trung ở cái khu vực gần cái cao nguyên Golan. Và nếu mà Israel mở một cái cuộc tấn công trên bộ vào Nam Liban thì 40.000 chiến binh này của ba cái nước này ấy, cũng sẽ đổ bộ vào Israel chứ không phải không coi thường được. Cho nên là trong cái tình hình sắp tới tôi cho rằng ấy, là các bên phải kiềm chế và đặc biệt là Israel. Đó, anh phải làm không được nghĩa là có những cái hành động để mà khiêu khích như Hezbollah hay là những cái tổ chức kháng chiến khác của Palestine nữa, mà phải tìm cách là giải quyết cái cuộc xung đột này bằng các biện pháp ngoại giao. Và cái cơ sở để giải quyết cái cuộc xung đột này là cái nghị quyết 1701 năm 2006, tức là sau cái kết thúc cái cuộc chiến tranh Liban lần thứ hai thì Hội đồng Bảo an có ra cái nghị quyết 1701, tức là đề nghị các bên là chấm dứt xung đột và trở lại bàn đàm phán để giải quyết những cái bất đồng giữa các bên. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza vẫn chưa thể đi đến kết quả ngừng bắn, thì các cuộc tấn công liên tiếp giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đang đẩy tình trạng chiến tranh ngày càng gần, với những thương vong được cập nhật theo từng giờ, báo trước một thời kỳ tồi tệ hơn ở khu vực vốn đang chìm trong chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đưa đến trong các buổi bình luận tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vụ nổ và những cái máy bay nhắn tin vừa qua này, thì tôi cho rằng đấy nó là cái giọt nước tràn ly thôi. Và nó châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Cái việc mà cài chất nổ vào nó chứng minh cái lợi thế chiến thuật của Israel. Chiến thuật quân sự của Israel đã thâm nhập được vào sâu các cái trung tâm, kể cả trung tâm chỉ huy, đã tiếp cận được vào những nơi có thể nói dễ bị. Tương lai của cái cuộc xung đột tại Trung Đông là rất khó đoán định. Rất khó. Và không loại trừ cái khả năng là cái cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah sẽ trở thành một cái cuộc chiến tổng lục, lan rộng ra khu vực, với cái sự tham gia của các nước khác.